Hỏi: Khi Bồ Tát An trụ nơi trụ Bồ Tát thành tựu viên mãn tối thượng chuyển, có hành gì, trạng gì, tướng gì? Đáp: Chư Bồ Tát đã trụ vô ngại giải, khắp tất cả hành tướng đã đắc thành tịnh, cảm làm pháp vương thọ pháp quán đảnh, đã xa lìa tất cả cấu, đắc vô lượng vô số tam ma địa thủ thắng, được quán đảnh nhất thiết trí trí thủ thắng, về sau tam ma địa hiện tại tiền, đắc tất cả tướng Phật, xứng diệu ngồi kiết già, có quyến thuộc về quanh, đắc đại quang minh, qua lại rộng chiếu soi tất cả hành tướng, nhất thiết trí trí dưới trên đảnh đầu. Sau khi được quán đảnh, khắp năng khai dẫn giáo hóa hữu tình, ở nơi giải thoát kia phương tiện làm Phật sự, đắc trí như thật, đạt đến vô lượng vô biên giải thoát, Đà La Ni Môn đại lực thần thông, cùng với tăng thượng đại niệm đại trí, tăng thượng dẫn phát dạy dàn huấn từ hàn lập, cùng với đại thần thông, tăng thượng dẫn phát thiện căn thành tịnh, thọ sanh uy lực, các việc lợi ích thủ thắng, tất cả tướng đây như kinh đã thuyết. Đầy lượng thuyết Bồ Tát An trụ, đời trụ Bồ Tát thành tựu viên mãn tối thượng. Nếu hữu rộng tuyên thuyết thì trong kinh thập địa gọi là pháp phần địa. Chư Bồ Tát trụ trong địa đây, thầy đều viên mãn các đạo Bồ Tát, cực khéo viên mãn đủ khắp tư lương Bồ Đề. Từ chỗ chư Phật Như Lai có khả năng khảm thọ mầy đại pháp. Ngoài ra tất cả loại hữu tình khó có thể lãnh thọ mười pháp tối cực quảng đại vi diệu này. Lại Bồ Tát đầy giống như mây lớn, hoặc chưa hiện đẳng giác vô thượng Bồ Đề, hoặc đã hiện đẳng giác vô thượng Bồ Đề, năng vì vô lượng vô biên hữu tình, khắp tất cả mưa không thể sánh với mưa pháp vi diệu, diệt sạch tất cả trần cấu phiền não, năng khiến trùng trùng thiện căn sanh trưởng thành thục. Cho nên địa đây gọi là pháp vân địa, cũng gọi là trụ Bồ Tát thành tựu viên mãn tối thượng. Như vậy đã thuyết chi phần công đức của các trụ Bồ Tát thủ thắng về sau, từ đây trở về trước không thuyết. Vì sao? Bởi lẽ sự tu tập trong các trụ trước còn ở phẩm hạ, nên không thuộc trong số kiến lập các công đức. Chỉ khi Bồ Tát chuyển tu tập ở phẩm trung, phẩm thượng và các địa sau, chứng đắc thành tựu viên mãn mới được kiến lập. Lại nữa, ở nơi mỗi một trụ đây, hoặc trải qua nhiều muôn muôn ức trăm ngàn đại kiếp, hoặc qua số đây mới chứng đắc và thành tựu viên mãn. Nhưng ở tất cả trụ nói chung phải trải qua ba vô số đại kiếp mới được chứng đắc trọn vẹn. Đó là trải qua vô số đại kiếp thứ nhất mới vượt qua trụ thắng giải hành, lần hồi chứng đắc trụ cực hoàn hỷ. Ở nơi trụ đầy hằng thường tinh tấn dũng mãnh, chẳng gì chẳng tinh tấn dũng mãnh, lại trải qua vô số đại kiếp thứ hai mới vượt qua trụ cực hoàn hỷ, cho đến trụ vô tướng có giác hạnh có dụng công, lần hồi chứng đắc trụ vô tướng không giác hạnh không dụng công. Ở trụ đầy đã quyết định đắc ý lạc thành tịnh của Bồ Tát, vì đã phát khởi chắc chắn dũng mãnh chuyên cần tinh tấn, lại trải qua vô số đại kiếp thứ ba mới vượt qua trụ vô tướng không giác hạnh không dụng công và trụ vô ngại giải, chứng đắc trụ Bồ Tát thành tựu viên mãn tối thượng. Nên biết trong đầy lược có hai chủng vô số đại kiếp, một phương tiện tính đếm như ngày đêm, nửa tháng tháng vô lượng thời gian cũng được gọi là vô số đại kiếp. Hai phương tiện tính đếm là đại kiếp, vượt qua tất cả so lượng tính đếm cũng gọi là vô số đại kiếp. Nếu theo thuyết vô số đại kiếp thứ nhất cần phải trải qua vô lượng vô số đại kiếp mới chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nếu theo thuyết vô số đại kiếp thứ hai chỉ cần trải qua vô số đại kiếp, chỉ cần trải qua ba vô số đại kiếp chẳng quá lượng đầy bèn chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nếu chánh tu hành tinh tấn dũng mãnh phẩm thượng không gì vượt hơn, hoặc có thể chuyển nhiều trùng kiếp cho đến, hoặc có thể chuyển nhiều đại kiếp nhưng quyết định chẳng thể chuyển trong vô số đại kiếp. Lại dựa vào hai trụ của Bồ Tát đã thuyết như vậy, trải qua thời lượng của ba vô số đại kiếp, năng đoạn dứt tất cả sở hữu thô trọng của phẩm phiền não chướng và sở trì chướng. Ở trong ba trụ, năng đoạn dứt sở hữu thô trọng của phẩm phiền não chướng, đó là ở trụ cực hoàn hỷ, tất cả phiền não ác thú sở hữu thô trọng đều vĩnh viễn đoạn, tất cả phiền não trùng thượng đều chẳng hiện hành. Ở trụ vô tướng không gia hạnh, không dụng công, tất cả chướng ngại một hướng thành tịnh vô sanh pháp nhẫn, tất cả sở hữu thô trọng của phẩm phiền não thầy đều vĩnh viễn đoạn trừ, tất cả phiền não đều chẳng hiện hành. Ở trụ Bồ Tát thành tựu viên mãn tối thượng, tất cả phiền não tập khí tùy miên chướng ngại thầy đều vĩnh viễn đoạn nhập trụ Như Lai. Nên biết tất cả sở hữu thô trọng của phẩm sở trì chướng cũng có ba chủng: một thô trọng ở phần da, hai thô trọng ở phần mỡ, ba thô trọng ở phần thịt. Trong đây trụ cực hoan hỷ đều đã đoạn thô trọng ở phần da, trụ vô tướng không gia hạnh không dụng công đều đã đoạn thô trọng phần mỡ,
Chủ Như Lai đều đã đoạn tất cả chướng thô trọng phần thịt, đã cực thanh tịnh tất cả chướng. Như vậy ở trong ba trụ, hai chướng phiền não và sở trì vĩnh viễn đoạn. Ngoài ra ở các trụ khác tu tập tư lương để đoạn trừ như thứ lớp đã kể trên. 13 trụ như vậy nên biết được có 11 loại thanh tịnh. Đó là ở trụ chủng tánh thứ nhất, chủng tánh thanh tịnh. Ở trụ thắng giải hành thứ hai, tín thắng giải thanh tịnh. Ở trụ cực hoan hỷ thứ ba, ý lạc thủ thắng thanh tịnh. Ở trụ tăng thượng giới thứ tư, tăng thượng giới thanh tịnh. Ở trụ tăng thượng tâm thứ năm, tăng thượng tâm thanh tịnh. Ở trụ tăng thượng tại thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, phát khởi trí không điên đảo thanh tịnh. Ở trụ vô tướng có gia hạnh, có dụng công thứ chín, có gia hạnh hành viên mãn thanh tịnh. Ở trụ vô tướng không gia hạnh, không dụng công thứ 10, dẫn phát thần thông chân trí thanh tịnh. Ở trụ vô ngại giải thứ 11, năng tránh vì người thuyết pháp nghĩa vô ngại giải thanh tịnh. Ở trụ Bồ Tát thành tựu viên mãn tối thượng thứ 12, diệu trí nhập tất cả chủng của tất cả sở trì thanh tịnh. Ở trụ Như Lai thứ 13, tất cả phiền não và sở trì chướng, kể cả các tập khí đều rốt ráo thanh tịnh. Như trong phẩm công đức của Bồ Tát đã thuyết tám pháp năng nhiếp đại thừa, thì ở đây nên biết 13 trụ nhiếp đó là ở trong trụ thứ nhất, trụ thứ hai. Đối với Tạng Bồ Tát phát sanh thắng giải tịnh tín nghe thọ tư duy, ở trong trụ thứ ba đắc ý lạc thủ thắng thú hướng làm hành dẫn đầu tướng tu hành thủ thắng. Ở nơi tất cả trụ còn lại cho đến trụ vô tướng có gia hạnh có dụng công thì đắc đồ rộng lớn ở trong ba chủng hành thành tịnh trên nhiếp lấy trụ tu quả thành tựu viên mãn của Bồ Tát. Ở trong trụ Như Lai nên biết thành tựu cứu cánh xuất ly, nên biết 12 chủng trụ của Bồ Tát tương xứng với thứ lớp các loại trụ của thành văn. Như trụ tự chủng tánh của các thanh văn nên biết trụ đầu tiên của Bồ Tát cũng vậy. Như trụ gia hạnh thú nhập chánh tánh ly sanh của các thanh văn, trụ thứ hai của Bồ Tát cũng vậy. Như trụ đã nhập chánh tánh ly sanh của các thanh văn, trụ thứ ba của Bồ Tát cũng vậy. Như đã chứng đắc vị giới mà bậc thánh yêu thích thành tịnh tận các lậu, chứng tăng thượng giới của các thành văn, trụ thứ tư của Bồ Tát cũng vậy. Như trụ nương tăng thượng giới học dẫn phát tăng thượng tâm học của các thanh văn, trụ thứ năm của Bồ Tát cũng vậy. Như trụ tăng thượng tuệ học, như chỗ đã đắc trí các thánh đế của các thanh văn, trụ thứ sáu, thứ bảy, thứ tám của Bồ Tát cũng vậy. Như trụ khéo quan sát sở trì gia hạnh vô tướng tam ma địa của các thành phần, trụ thứ chín của Bồ Tát cũng vậy. Như trụ vô tướng thành tựu viên mãn của các thành phần, trụ thứ 10 của Bồ Tát cũng vậy. Như trụ từ đây xuất nhập giải thoát xứ của các thành phần, trụ thứ 11 của Bồ Tát cũng vậy. Như trụ đầy đủ tướng A-la-hán của các thành phần, trụ thứ 12 của Bồ Tát cũng vậy. Phần 3, trì cứu cánh du giả xứ, phẩm 1, sanh. Sanh của các Bồ Tát lược có 5 chủng, rộng nhiếp tất cả sanh, ở nơi tất cả trụ, tất cả thọ sanh của Bồ Tát không tội, năng làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình. Những gì là 5? 1. Sanh trừ nạn, 2. Sanh tùy loài, 3. Sanh đại thế lực, 4. Sanh tầng thượng, 5. Sanh tối hậu. 1. Sanh trừ nạn của Bồ Tát, chư Bồ Tát dùng sức tự tại đại nguyện lực hiện thân đúng vào các thời kỳ chúng sanh gặp nạn, cơ cần đói khát gian khổ nguy hiểm, vì muốn khiến chúng sanh ít dùng công lực mà được cứu giúp tồn tại. Như hiện sanh trong loài cá thân hình to lớn, tùy sanh xứ nào dùng thịt của thân mình mà cung cấp cho tất cả chúng sanh đang đói khát, khiến họ đều no đủ, hoặc hiện thân đúng vào thời kỳ chúng sanh mắc dịch bệnh. Bồ Tát dùng sức tự tại đại nguyện lực trì các minh chú, thành tựu sức linh nghiệm, nhiếp thọ các thứ lương dược rộng lớn, dứt trừ tất cả dịch bệnh của hữu tình, hoặc hiện thân đúng vào thời kỳ các nước láng giềng giao tranh tương tàn lẫn nhau. Bồ Tát dùng sức tự tại đại nguyện lực làm chủ đại địa, đầy đủ đại thế lực, vì tiện thiện xảo dùng chánh pháp cai trị, dứt trừ sự đấu tranh tương tàn nước não lẫn nhau, hoặc hiện thân đúng vào thời kỳ chúng sanh gặp nạn vua ác không như lý, cai trị bằng hình phạt, trói buộc bức bách não loạn thân tâm. Bồ Tát dùng sức tự tại đại nguyện lực hạ sanh vào nhà vua ác kia, lên ngôi làm vua như pháp, thương yêu chúng sanh, dứt trừ tất cả sự khổ bức bách của họ, hoặc có hữu tình khởi các tà kiến tạo ra các ác hạnh, thâm sanh tìm hiểu về một cõi trời nào đó. Bồ Tát vì thương xót kia, dùng sức tự tại đại nguyện lực sanh về cõi trời đó, phương tiện đoạn trừ tà kiến ác hạnh của kia, để nói lược sanh trừ nạn của Bồ Tát,
Nếu tiền nói rộng thì chư Bồ Tát đây dùng sức tự tại đại nguyện lực lấy ai mẫn làm tiền dẫn, và các xứ kia bất kỳ chốn nào đều thọ sanh làm chủ chúng thân, nên biết việc sanh đây có vô lượng. Hai, sanh theo loài của Bồ Tát. Chư Bồ Tát dùng sức tự tại đại nguyện lực hoặc sanh vào trùng trùng loài thú bằng sanh như trời rồng dược xoa a tố lạc lưu truyền trong loài miêu hại tranh đoạt hãm hại lẫn nhau, hoặc sanh vào nhà bà la môn tà kiến, hoặc sanh trong loài thích hành ác hạnh, hoặc sanh trong loài vui thích đả mạng, hoặc sanh trong loài hữu tình quá đam mê các dục. Vì muốn trừ các lỗi lầm của kia nên sanh đồng phận với các hữu tình kia làm bậc thượng thủ. Làm thượng thủ rồi dùng phương tiện dẫn hóa ở nơi các hữu tình làm ác kia, Bồ Tát chẳng làm ác, hữu tình kia chẳng hành thiện, Bồ Tát hiện hành thiện vì muốn khiến kia hiện hành thiện nên vì họ chưa chánh pháp. Bồ Tát phương tiện thiện xảo hiện hành không đồng phận với hữu tình kia, chỉ vì họ mà thuyết chánh pháp đoạn trừ các lỗi lầm của kia. Đây nói được sanh theo loài của Bồ Tát, nếu rộng tuyên thuyết nên biết việc sanh đây có phù lượng. 3. Sanh đại thế lực của Bồ Tát. Chư Bồ Tát khi mới sanh ra, bẩm tánh chiêu cảm các quả diệu thục về thọ lượng hình sắc, dòng tộc tự tại giàu sang, tất cả sự nghiệp thế gian rất là thù thắng, như trong phẩm tự lợi lợi thà đã tuyển nói rộng. Để nói lược sanh đại thế lực của Bồ Tát, nếu rộng tuyên thuyết nên biết việc sanh đầy có vô lượng. 4. Sanh tăng thượng của Bồ Tát. Chư Bồ Tát từ trụ thứ nhất cực hoàn hỷ cho đến trụ thứ 10, Bồ Tát thành tựu viên mãn tối thượng, thọ sanh có sự sai biệt như trước đã nói rộng. Này ở đây gọi là sanh tăng thượng, đó là trụ thứ nhất, làm vua chuyển luân cõi Thiệm Bộ Châu, được đại tự tại. Cho đến trụ thứ 10, Bồ Tát thành tựu viên mãn tối thượng, vượt qua xa cứu cánh, làm đại tự tại, thọ sanh chốn nào tất cả đều rất thù thắng. Chỉ có chư Bồ Tát đã đắc thành tựu trụ viên mãn tối thượng mới được sanh trong chúng Ma Ha Tát. Chư Bồ Tát kia như thế là do nghiệp chiêu cảm tăng thượng. Để nói được sanh tăng thượng của Bồ Tát, nếu rộng tuyên thuyết nên biết việc sanh đây có vô lượng. 5. Sanh tối hậu của Bồ Tát. Chư Bồ Tát ở trong sanh đây, Tư Lương Bồ Đề đã cực viên mãn, hoặc sanh vào nhà đại quốc sư dòng Bà La Môn, hoặc sanh vào nhà đại vương dòng Sát Đế Lợi, năng hiện vô thượng chánh đẳng chánh giác, rộng làm tất cả Phật sự. Đây gọi là sanh tối hậu của Bồ Tát, nếu rộng tuyên thuyết nên biết việc sanh đây có vô lượng. Nếu chư Bồ Tát ở quá khứ, vị lai, hiện tại đã sanh, sẽ sanh, hiện sanh vào những sanh xứ thanh tịnh, nhân, hiền, diệu thiện, tất cả đều như vào năm chủng sanh đây. Ngoài đây ra không còn sanh nào hoặc quá hoặc hơn, chỉ trừ thọ sanh của Bồ Tát ở phàm địa thì không như vào năm chủng sanh đây. Vì cớ sao? Trong đây ý chỉ nêu lên chỗ thọ sanh của Bồ Tát có trí, tổng cộng gồm có năm sanh. Các sanh như vậy là chỗ nương của quả đại Bồ Đề, khiến chư Bồ Tát mau chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Phần 3. Trì cứu cánh du giả xứ. Phẩm 2. Nhiếp thọ. Nên biết hạnh Bồ Tát ở nơi các trụ được có 6 chủng nhiếp thọ, các hữu tình không điên đảo. Những gì là 6? 1. Nhiếp thọ nhanh rộng. 2. Nhiếp thọ tầm thượng. 3. Nhiếp thọ nhiếp lấy. 4. Nhiếp thọ dài lâu. 5. Nhiếp thọ thời gian ngắn. 6. Nhiếp thọ tối hậu. 1. Nhiếp thọ nhanh rộng của Bồ Tát đối với hữu tình. Chư Bồ Tát lúc sơ phát tâm, nhiếp thọ tất cả hữu tình giới đều làm quyến thuộc. Khởi tư duy đây, ta sẽ tùy sức tùy khả năng làm tất cả việc có nghĩa lợi nhiều ích an lạc đối với hữu tình kia. Theo điều ta tư duy cũng làm như vậy. Đây gọi là nhiếp thọ nhanh rộng của Bồ Tát đối với hữu tình. 2. Nhiếp thọ tăng thượng của Bồ Tát đối với hữu tình. Nói được chư Bồ Tát hoặc làm gia chủ nhiếp thọ cha mẹ, vợ con, tôi tớ, hoặc làm quốc vương nhiếp thọ tất cả quan dân. Như vậy Bồ Tát phát khởi tưởng nhiếp thọ tăng thượng rồi, đối với những người được nhiếp thọ mà tùy nghi nhiếp thọ, tùy nghi ứng dụng chuyển nghiệp của họ. Khi làm gia chủ đối với cha mẹ, Bồ Tát dùng trùng trùng phương tiện khuyên tu các thiện, tùy thời cúng dường không từng phế bỏ, khéo biết tri ân, khéo biết báo ân, khéo năng tùy tận ý thích của cha mẹ. Ở nơi pháp, ở nơi nghĩa, tự tại tùy chuyển đối với tất cả vợ con nô tỳ, để thải như pháp rộng rãi, cấp cho thức ăn uống y phục, chọn không bức ép họ trong công việc. Tùy kia trái phạm mà năng khảm nhẫn, nếu kia mắc phải tật bệnh, năng trị liệu đúng mức, khi lại kia tu tập các việc thiện, tùy thời khen ngợi ban cho tài vật thù thắng, dùng ái ngữ để vấn an khích lệ, chẳng sanh tưởng sai khiến làm việc như nô tỳ, chỉ quý thương nuôi dưỡng như người thân của mình. Khi làm quốc vương không cai trị bằng hình phạt,
đuổi bỏ dao gậy mà chỉ năng dụng dao phá trần chánh, đem chánh pháp đem tài vật để làm nhiều ích, nương đất đai của mình mà tự thọ dụng, không dùng sức mạnh xâm lấn bờ cõi của người, tỷ lực tùy khả năng, khuyên hữu tình bỏ các việc ác, dạy thua các việc thiện, xem chúng sanh như cha với con, đối với các hữu tình khác còn bình đẳng bố thí, hạ hướng thân thuộc của mình. Không hành khinh dối, nói lời chân thật, xa lìa tất cả việc trói, buộc, đánh, đập, sát giết, loại bỏ tất cả sự trị phạt bước não. Đây gọi là nhiếp thọ tăng thượng của Bồ Tát đối với các hữu tình. 3. Nhiếp thọ nhiếp lấy của Bồ Tát đối với hữu tình, trừ Bồ Tát chân chánh lãnh đạo đủ chúng. Đây gọi là lược nói nhiếp thọ nhiếp lấy hữu tình của Bồ Tát. Nếu rộng nói thì có hai nhân duyên chân chánh nhiếp đủ chúng, gọi là nhiếp thọ nhiếp lấy hữu tình. Những gì là hai? Một, đem tâm vô nhiễm mà tránh nhiếp đổ chúng. Hai, ở nơi nghĩa tự lợi, chọn dùng ra hạnh tà để che đậy, chân thật dạy dẫn tu tập. Lại đối với những người nền nhiếp thọ, tâm bình đẳng chẳng thiền vị, chẳng kéo lẫn chánh pháp với người, chẳng lấy quyền làm thầy, cũng chẳng mong cầu kia thừa sự cung kính cúng dường. Nếu kia vui muốn tự xin làm, cũng không được cấm ngăn, cũng chấp nhận sự phụng sự cúng dường của kia, vì muốn từ lương phước đức của kia được tăng trưởng. Nếu kia ở nơi nghĩa chưa hiểu rõ thì chỉ bày khai thị khiến hiểu, đã hiểu rõ rồi thì chuyển chuyển khiến tịnh sáng. Hoặc kia sanh khởi nghi hoặc thì thuận theo đó mà giải thích, hoặc kia phát khởi ác tác khéo vì kia khai giải, dùng cầu nghĩa sâu sắc tránh tuệ thông đạt, tùy lúc vì kia khai thị hiển bày, vào lúc khổ lúc vui đều cùng kia chia sẻ. Hoặc đối với lúc hủy phạm phải tùy thời đúng lúc nêu cử khiến kia tỉnh thức, đúng thời như lý của trách đuổi phạt. Hoặc kia có bệnh hay có yêu sầu, chọn chẳng xả bỏ, kéo quyền phương tiện cứu giúp trị bệnh, giải trừ sầu yêu. Đối với người có hình dáng xấu xí, trí nhớ nghĩ chậm lụt, chọn chẳng khinh hủy lăng nhục. Hoặc những lúc kia quá nhàm mỏi thì tùy nghi vì kia thuyết pháp. Hoặc những lúc kia bị phan duyên, người cảnh giới sở duyên, cũng cảm nhận trần tránh dạy chào, hỏi han không sành giận dữ. Đối với người hành trì giới hoặc bằng hoặc hơn, chọn không khiếp nhược thối lui, cũng chẳng mong cầu lợi dưỡng cung kính, đầy đủ bỉ mẫn, không trạo cử, không động loạn, giới kiến quy tắc tránh mạng viên mãn, dung nhan thư thái xa lìa nhăn nhó, lời lành thiện nhu hòa, trước mở lời thăm hỏi vấn an. Đối với các phẩm thiện thường hằng tu tập, không hành phóng dật, xa lìa cao giải đãi, dùng những việc như vậy mà dạy dẫn đồ chúng tu tập, cũng tự mình thực hành ngày càng thăng tiến. Bồ Tát chẳng nên ở tất cả thời nhiếp lấy đồ chúng, cũng chẳng phải chẳng nhiếp, cũng chẳng phải thay đổi. Đây gọi là nhiếp thọ nhiếp lấy của Bồ Tát đối với hữu tình. 4. Nhiếp thọ lâu dài của Bồ Tát đối với hữu tình. Trừ Bồ Tát an trụ nhiếp thọ nhiều ích, thành thục hữu tình ở phẩm hạ, nên biết gọi là nhiếp thọ lâu dài, khi trải qua thời gian lâu mới khảm thành tịnh. Đây gọi là nhiếp thọ lâu dài. 5. Nhiếp thọ thời gian ngắn của Bồ Tát đối với hữu tình. Trừ Bồ Tát trụ nhiếp thọ nhiều ích, thành thục hữu tình ở phẩm trung, nên biết gọi là nhiếp thọ thời gian ngắn, vì chẳng cần trải qua thời gian lâu mới khảm thành tịnh. Đây gọi là nhiếp thọ thời gian ngắn. 6. Nhiếp thọ tối hậu của Bồ Tát đối với hữu tình. Trừ Bồ Tát trụ nhiếp thọ nhiều ích, thành thục hữu tình ở phẩm thượng, nên biết gọi là nhiếp thọ tối hậu, vì chỉ ở đời này năng khảm nghiệm tịnh. Đây gọi là nhiếp thọ tối hậu. Như vậy Bồ Tát đối với các hữu tình có 6 chủng nhiếp thọ không điên đảo. Do nhiếp thọ đây, trừ Bồ Tát quá khứ vì là hiện tại, đối với các hữu tình đã từng tránh nhiếp thọ, sẽ tránh nhiếp thọ, hiện tránh nhiếp thọ. Ngoài đây ra, chọn không có nhiếp thọ nào hoặc hơn hoặc thêm. Lại khi Bồ Tát truyền 6 chủng nhiếp thọ hữu tình không điên đảo, nên biết gặp phải 12 việc khó khăn. Bồ Tát thông dạ cần phải hiểu biết rõ 12 việc khó khăn đây, những gì là 12. 1. Đối với hữu tình nhiều vi phạm, hoặc dùng trị phạt hoặc dùng xả bỏ, đây gọi là Bồ Tát gặp việc khó khăn. 2. Vì điều phục hữu tình ác, phương tiện hiện hành gia hạnh vất vả gian khổ, bên trong tự hộ trì ý lạc không sanh phiền não, đây gọi là Bồ Tát gặp việc khó khăn. 3. Hiện có được Phật bố thí hiếm có, mà hữu tình kia đến cầu nhiều lần, đây gọi là Bồ Tát gặp việc khó khăn. 4. Hiện có một thân, nhưng trùng trùng hữu tình với các sự nghiệp đa dạng ở khắp mọi nơi, cùng lúc đến cầu làm trợ bạn, đây gọi là Bồ Tát gặp việc khó khăn. 5. Đối với các hữu tình phóng dật hoặc trụ diệu định thế rất khả ái, hoặc vô sanh ở cõi trời thủ diệu mà khiến tâm họ điều thiện,
Đây gọi là Bồ Tát gặp việc khó khăn. 6. Thường muốn làm lợi ích cho các hữu tình nhưng lại không có sức, không có khả năng. Đây gọi là Bồ Tát gặp việc khó khăn. 7. Đối với các hữu tình ngu si, xiểm trá, giả dối, nịnh hót, hoặc vì kia thuyết pháp hoặc xả bỏ kia, đây gọi là Bồ Tát gặp việc khó khăn. 8. Thường đối với danh tử thấy quá thật lớn, vì muốn độ hữu tình nên chẳng thể xả, đây gọi là Bồ Tát gặp việc khó khăn. 9. Chưa được ý là thành tịnh, tăng thượng, phần nhiều lo sợ mạng trùng quên mất chánh niệm, đây gọi là Bồ Tát gặp việc khó khăn. 10. Chưa chứng ý là thanh tịnh tăng thượng, mà người đến cầu xin Phật khả ái tối thắng bậc nhất, đây gọi là Bồ Tát gặp việc khó khăn. 11. Các loại hữu tình có trùng trùng dị kiến, trùng trùng thắng giải hoặc phải dạy bảo riêng hoặc xả bỏ chung, đây gọi là Bồ Tát gặp việc khó khăn. 12. Thường hành không phóng dật, trông rất nhỏ nhưng lại không nên đoạn trừ tất cả phiền não, đây gọi là Bồ Tát gặp việc khó khăn. Nếu chư Bồ Tát gặp phải các sự khó khăn như vậy, nên ở trong ấy quán xét nặng nhẹ để theo chỗ thích hợp mà dụng phương tiện, hoặc ở trong ấy nên giảng dạy phân tích tường tận cho chúng sanh, hoặc ở trong ấy phan duyên dũng mãnh nhiếp thọ chuyển nhân, hoặc phát chánh nguyện, hoặc ở trong ấy chế ngự nơi tâm chẳng khiến điều tán, hoặc ở trong ấy nơi tâm an trụ tư trạch mạnh mẽ, không sành nhàm mỏi mà tự an nhẫn, hoặc ở trong ấy mà hành phóng xả, hoặc ở trong ấy phát siêng tinh tấn mạnh mẽ không lười mỏi, hoặc ở trong ấy phương tiện thiện xảo tránh siêng tu hành. Bồ Tát như vậy phương tiện thiện xảo ở nơi việc đối trị đúng mực, để gặp những việc khó khăn hiện tiền mà không quá khiếp nhược, tự có khả năng vượt qua.